Coinbase thất thủ khi giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc. Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, ký hiệu là Coin, đã giảm mức thấp nhất mọi thời đại vào thứ ba, khi sàn giao dịch tiếp tục gặp khó khăn với khối lượng giao dịch thấp trong bối cảnh thị trường suy thoái. Sự lao dốc liên tục của cổ phiếu đã kéo vốn hóa thị trường của Coinbase xuống chỉ còn dưới 8 tỷ đô la. Con số này thậm chí còn thấp hơn 10 tỷ đô la vốn hóa thị trường của Memecoin, Dogecoin. Đồng tiền đã trải qua đợt sụt giảm lớn trong năm nay. Giá của Coin đã chạm mức thấp nhất là 34,35 đô la, giảm 21% so với tháng 11, trước khi tăng nhẹ lên 34,97 đô la vào 7 giờ 30 sáng nay. Cổ phiếu đã giảm hơn 86% từ đầu năm đến nay và giảm đến 91% so với mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận ngay sau khi ra mắt công chúng vào tháng 4 năm 2021. Chia sẻ về điều này, nhà phân tích thị trường cao cấp của Oanda, Edward Moya cho biết các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn đang hoài nghi vì việc gửi tiền điện tử của họ trên các sàn giao dịch. Coinbase đang phải vật lộn và khá chật vật khi nhiều nhà giao dịch bắt đầu chuyển tiền điện tử của họ sang ví tự lưu ký vì lãi suất tăng cao gây áp lực lên không gian này và trên một lộ trình điều tiết không chắc chắn. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Coinbase có thể sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mức 30 đô la trong vài tháng tới. Hàn Quốc đóng băng gần 100 triệu đô la tài sản liên quan đến Terra. Hơn 6 tháng sau sự sụp đổ chấn động của hệ sinh thái Terra, chính quyền Hàn Quốc được cho là vẫn đang tiếp tục điều tra và đóng băng tiền của những cá nhân liên quan đến Terra sau khi tiến hành tịch thu 140 tỷ won, tương đương 108 triệu đô la từ người đồng sáng lập Terra, Shin Hye-jung Se-yong. Vào tháng 11, tòa án Seoul gần đây đã ra phán quyết tịch thu thêm tài sản liên quan đến công ty này. Theo tờ Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc đưa tin, vào ngày 20 tháng 12, tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh phong tỏa số tài sản trị giá 120 tỷ won, tương đương 92 triệu đô la của các CEO cũ và đương nhiệm của công ty liên kết Canal Club thuộc Terraform Lab. Được thành lập vào năm 2018, Canal Club là công ty tư vấn blockchain tập trung vào các ứng dụng phi tập trung và hệ thống thanh toán blockchain. Canal Club được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với Terraform Lab vì giám đốc điều hành Kim Hong-yong từng đảm nhận vị trí phó chủ tịch kỹ thuật của Terraform Lab. Anh ta được xem là một trong những người liên quan trực tiếp đến vụ việc bị cáo buộc nắm giữ số tiền bất hợp pháp lớn nhất từ Terra, ước tính lên đến 79 tỷ won, tương đương 61 triệu đô la. Ngoài ra, tòa án quận phía Nam Seoul đã chấp nhận yêu cầu của bên công tố về việc tịch thu tài sản của 7 người liên quan đến việc bán mã thông báo Luna trước khi phát hành. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách toàn cầu đang tiếp tục truy lùng người đứng đầu Terraform Lab, Drew Kaekwon. Theo báo cáo mới nhất, chính quyền Hàn Quốc cho rằng Kaekwon đang trốn ở ZB vào giữa tháng 12 sau khi rời Singapore vào tháng trước. Uniswap tung trải nghiệm mua crypto bằng thẻ ghi nợ. Sàn giao dịch phi tập trung phổ biến Uniswap đã hợp tác với công ty công nghệ tài chính MoonPay cho phép người dùng mua tiền điện tử trên ứng dụng web của họ bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng. Tùy chọn chuyển khoản ngân hàng hiện đang được triển khai cho người dùng ở hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ, Brazil, Vương quốc Anh và khu vực thanh toán chung bằng đồng euro hay còn gọi là SEPA. Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 20 tháng 12, Uniswap cho biết rằng người dùng của họ hiện sẽ có thể chuyển đổi fiat thành tiền điện tử trên mạng chính Ethereum, Polygon, Optimism và Arbitrum chỉ trong vài phút. Theo Uniswap, các sàn giao dịch phi tập trung là một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với các sàn giao dịch tập trung vì tính năng bảo vệ người dùng tích hợp ví tự quản, giao thức không được phép, không thay đổi và sổ cái công khai minh bạch. Ban đầu, Uniswap sẽ chỉ hỗ trợ DAI, ETH, USDC, USDT, WBTC và WETH. Samsung ký giấy dẫn độ chính thức bị áp giải sang Hoa Kỳ. Cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã chính thức ký toàn bộ các giấy tờ, hoàn tất các thủ tục dẫn độ vào ngày 20 tháng 12. Điều này có nghĩa là Samsung sẽ không tham gia phiên điều trần của mình ở Bahamas, thay vào đó là sẽ được áp giải đến Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự. Với các giấy tờ đã ký, Samsung sẽ được phép quá cảnh đến New York, nên anh ta sẽ phải đối mặt với 8 tội danh trong bản cáo trạng của công tố viên Hoa Kỳ tại tòa án ở quận phía Nam của New York. Theo đó, Sam hiện đang đối mặt với các cáo buộc từ Bộ Tư pháp liên quan đến tội danh gian lận chuyển khoản, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, hàng hóa và chứng khoán, cũng như vi phạm tài chính chiến dịch. Ngoài ra, còn một số cáo buộc khác từ Quỹ ban giao dịch hàng hóa tương lai và Quỹ ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ liên quan đến vi phạm luật hàng hóa và lừa gạt các nhà đầu tư. Nếu bị kết án với 8 tội danh trên, mức án tối đa mà Samsung phải đối mặt là 115 năm tù. Gemini liên tiếp đối mặt với sự cố ngừng hoạt động. Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini lại tiếp tục đối mặt với việc ngừng hoạt động lần thứ hai
chỉ trong vòng 7 ngày qua. Trong một thông báo vào rạng sáng ngày 21 tháng 12, Gemini cho biết một số hệ thống của họ hiện đang gặp sự cố ngừng hoạt động, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang điều tra các báo cáo về khả năng gián đoạn dịch vụ. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cũng tiết lộ thêm rằng sàn giao dịch đang ở chế độ bảo trì để điều tra sự cố khôi phục ứng dụng. Tất cả các tài khoản và tiền của khách hàng vẫn hoàn toàn an toàn. Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, Gemini đã hai lần bị ngừng hoạt động. Vào ngày 16 tháng 12, sàn giao dịch đã phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ do phải bảo trì theo lịch trình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Việc liên tục bị gián đoạn diễn ra trong bối cảnh nhiều sàn giao dịch cũng đang vấp phải những sự cố tương tự, chẳng hạn như sàn giao dịch OKX hay Gate.io. Gần đây cũng phải ngừng rút tiền do sự cố từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây, làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Một số kinh nghiệm lớn từ tiền điện tử năm 2022. 1. Hạn chế tin vào các sàn giao dịch hoặc quỹ đầu tư. Sự sụp đổ và phá sản của FTX gần đây, nếu xét tới nguyên nhân cuối cùng, là do công ty mẹ của FTX Alameda Research gây ra. FTX chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã không thể thực hiện các yêu cầu rút tiền của lượng khách hàng lớn. Lý do là bởi họ đã sử dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ các khoản đầu tư rủi ro của Alameda, cũng như việc tiêu xài quan phí của Sam Bankman-Fried. 2. Điều gì tốt tới khó tin thì khả năng cao là lừa đảo. Sự sụp đổ của Celsius chính là một ví dụ cho bài học này. Celsius đã quảng cáo rằng họ có thể kiếm lãi suất cho người dùng lên đến 18%. Tỷ lệ lãi suất như vậy là rất cao và cho thấy sự khó tin, không bền vững, đặc biệt là trong mùa đông tiền điện tử. 3. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ dự án trước khi đầu tư. Trong mùa đông tiền điện tử thì rất khó để kiếm được lợi nhuận từ việc đầu tư hoặc nắm giữ các loại coin, token. Bạn thậm chí còn phải chịu những khoản lỗ lớn. Trong thời gian này, các nền tảng và dự án tập trung vào sự phát triển tính năng nâng cấp cho blockchain của mình là những dự án đáng để quan tâm. 4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược khá hiệu quả trong mùa downtrend, vì chúng ta sẽ không biết được là loại tiền điện tử nào sẽ tăng mạnh nhất trong thời điểm này. Vậy nên, việc phân bổ danh mục hợp lý là hoàn toàn phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeftVN. Đừng quên đăng ký tài khoản tại website CryptoLeftVN.com để trải nghiệm các tính năng earn thông qua 4 cơ chế kiếm tiền hấp dẫn. CryptoLeftVN xin chào và hẹn gặp lại!